Theo Cua Điền, trong ngày 5 tháng 3, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ra lệnh bắt giữ Trung tướng Sergei Ivanovich Kobilas và Đô đốc Viktor Kinolayevich Sokolov của quân đội Nga. Thông báo của ICC cho biết, hai chỉ huy của Nga được cho là phải chịu trách nhiệm cho các vụ tập kích tên lửa nhắm vào mục tiêu dân sự của Ukraine từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023. Trong thời gian này, ông Kobilas là chỉ huy đơn vị tấn công tầm xa của không quân Nga, còn ông Sokolov là chỉ huy của hạm đội Biển Đen. Truyền thông Ukraine cho biết, ông Kobilas bị truy tố lần đầu tiên ở nước này vào tháng 1 năm 2023 với cáo buộc tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng. Đến tháng 11 năm 2023, ông Kobilas tiếp tục bị cơ quan an ninh Ukraine cáo buộc ra lệnh tập kích một chung cư ở Uman, khiến 23 người thiệt mạng. Tính đến hiện tại, đây là lệnh bắt giữ thứ hai của ICC đối với các quan chức Nga vì vấn đề Ukraine. Vào tháng 3 năm ngoái, ICC đã ra lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin về các cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột, nhưng Điện Kremlin đã phủ nhận mọi cáo buộc. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về động thái mới nhất của ICC, nhưng nhiều lần khẳng định quân đội nước này không nhắm vào mục tiêu dân sự ở Ukraine. Theo Pravda, trong ngày 5 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc các đồng minh của Ukraine cần phải hành động và châu Âu đã tới thời điểm không hèn nhát. Ông Macron nói rõ ràng xung đột đang có nguy cơ quay trở lại châu Âu, chỉ một vài cường quốc không thể ngăn cản mối đe dọa này. Châu Âu đang tiến tới thời điểm không được phép hèn nhát. Cũng theo Tổng thống Pháp, ông giữ nguyên ý tưởng về việc phương Tây triển khai quân đội tới Ukraine. Ông Macron nói, chúng ta cần một bước đột phá chiến lược bình luận của Macron ngay sau đó đã phát phải những phản ứng từ các quan chức phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng tuyên bố của Tổng thống Pháp không giải quyết được vấn đề Ukraine. Ông Pistorius nói cuộc thảo luận về sự dũng cảm là không cần thiết, nó không giúp ích gì cho cuộc xung đột. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Ukraine yêu cầu Mỹ viện trợ vũ khí, không phải là binh lính. Lực lượng Ukraine ngày 17 tháng 2 tuyên bố rút quân khỏi Avdiivka, thành phố ở tỉnh Donetsk, miền đông để lập một hàng phòng thủ mới tại ba ngôi làng phía tây thị trấn. Tuy nhiên, khu vực này ngay sau đó cũng bị Nga tấn công ác liệt. Một số nguồn tin còn cho rằng Moscow đã kiểm soát được toàn bộ các ngôi làng này. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ. Những bước tiến của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang gặp khủng hoảng sâu sắc về vấn đề đạn dược càng làm dấy lên lo ngại liệu rằng lực lượng Kiev còn có thể chịu được sức ép này bao lâu nữa. Trong khi đó, nguồn tin dò dỉ cho thấy giận nứt nội bộ lực lượng Ukraine. Trong tuần qua, nhiều nguồn tin tiết lộ tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã hai lần chỉ trích các sĩ quan cấp dưới vì diễn biến đáng thất vọng trên chiến tuyến then chốt này. Trước đó, ông Syrskyi ngày 29 tháng 2 cho rằng các chỉ huy trên chiến trường Abidka đã đưa ra những tính toán thiếu sót và sai lầm gây ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc chiến. Nhiều binh sĩ Ukraine giấu tên tỏ ra bi quan khi chia sẻ về kế hoạch rút quân và việc phòng thủ. Một quân nhân từ lực lượng đặc biệt Ukraine chia sẻ, vấn đề không phải là vì sức mạnh của người Nga, vấn đề ở chỗ chúng tôi đã không chuẩn bị đầy đủ để cầm chân họ. Chỉ cần một kế hoạch chi tiết và một vị trí tốt, chúng tôi luôn sẵn sàng quay trở lại chiến trường. Một sĩ quan khác cũng có những chia sẻ đầy áp lực, chúng tôi có thể cảm nhận được sự vượt trội của Nga về mặt quân số, pháo binh và xe bọc thép chúng tôi không có nhiều lựa chọn, dù là lùi bước hay tiếp tục trụ lại đây. Chúng tôi thiếu đạn dược, đây không phải nơi mà bạn có thể chiến đấu cảm tử bằng kiếm. Những người lính tại chiến tuyến phía đông Ukraine cũng bi quan về viễn cảnh tương lai không được bổ sung viện trợ kịp thời từ phương Tây. Tinh thần quân nhân u ám và dòng khí tài viện trợ chậm trễ của các quốc gia đồng minh hoàn toàn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cục diện xung đột. Thương vong của Ukraine là thông tin thường được bảo đảm bí mật, tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết đã có tới 31.000 binh sĩ thiệt mạng xuyên suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua. Tại một trạm xá gần tiền tuyến ở phía đông, một bác sĩ thậm chí tiết lộ con số thương vong lên tới hàng trăm chỉ trong 20 ngày của tháng 2. Ở chiều ngược lại, Nga cũng ghi nhận thương vong, song Nga tiếp tục mở rộng tấn công ở miền đông Ukraine sau khi chiếm được Avdiivka. Trong một bài phát biểu vào ngày 4 tháng 3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi Ukraine đầu hàng. Ông bác khả năng hòa đàm với chính quyền Ukraine hiện nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông Medvedev nhấn mạnh bất cứ chính quyền tương lai nào của Ukraine muốn đàm phán với Nga cần phải công nhận tình hình trên thực địa. Ông Medvedev gọi chính quyền hiện tại của Ukraine là mối đe dọa lớn với các chính sách chống Nga, Ông cũng cho rằng Ukraine đã rơi vào bẫy do Mỹ và các đồng minh đặt ra là biến Kiev thành vũ khí để chống lại Nga. Ông Medvedev cho biết Nga không quan tâm đến việc chinh phục lãnh thổ. Ông khẳng định Ukraine có tài nguyên thiên nhiên dồi dào thì Nga cũng có rất nhiều. Theo ông, người Ukraine đã trở nên bối rối trước sự tuyên truyền của phương Tây, nhưng cốt lõi của họ là họ có những giá trị và lối sống giống người Nga. Hòa đàm giữa Nga và Ukraine đã đình trệ kể từ tháng 3 năm 2022. Nga cáo buộc phương Tây gây sức ép khiến Kiev rút khỏi đàm phán vào phút chót, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow vẫn đề ngỏ đàm phán với Ukraine, song Kiev không có thiện chí khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành xác lệnh cấm đàm phán với Nga. Do vậy, để nối lại hòa đàm, Kiev trước tiên phải hủy bỏ xác lệnh đó và chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Moscow cảnh báo khi ép càng chậm trễ nối lại đàm phán, các điều kiện sau này sẽ càng khó khăn hơn. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố, mọi cuộc hòa đàm với Nga nếu diễn ra đều phải dựa trên cơ sở công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine, hay nói cách khác, phải dựa vào điều khoản mà Kiev đưa ra. Ông Zelensky và giới chức Ukraine đã ra sức kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công thức hòa bình này, Tuy nhiên, Moscow nêu rõ mọi đàm phán về xung đột hiện nay nếu không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã đề cập đến điều này trong cuộc họp với đặc phái viên Trung Quốc Li Huy tại Moscow tuần trước. Ông Galuzin nhấn mạnh bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia và xem xét lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, các tối hậu thư mà Ukraine và phương Tây đưa ra cho Nga hay việc thúc đẩy các hình thức đối thoại liên quan chỉ gây tổn hại đến triển vọng giải quyết xung đột và không thể coi là cơ sở giải quyết xung đột. Tổng thống Ukraine nói các đối tác phương Tây cần duy trì viện trợ quân sự cho Kiev nếu không muốn đối mặt với trang hồ thẹn nhất của lịch sử. Phát biểu trong video đăng tải hàng đêm vào ngày 3 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra tức giận và nói các đối tác phương Tây phải phản ứng kiên quyết để khiến chiến dịch của Nga trở nên vô vọng. Ông Zelensky nói họ phải cảm thấy rằng có một lực lượng đang chiến đấu chống lại những kẻ muốn hủy diệt sự sống. Chúng tôi có thể đảm bảo làm được điều đó. Mỗi đối tác của chúng tôi đều biết điều gì là cần thiết Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh điều quan trọng nhất là ý chí chính trị để hiện thực hóa điều này và đảm bảo duy trì mức độ viện trợ quân sự cần thiết cho Ukraine. Nếu điều này không xảy ra, nó sẽ trở thành một trong những trang đáng hổ thẹn nhất lịch sử khi Mỹ hoặc châu Âu để thua máy bay không người lái xa của Iran hoặc máy bay chiến đấu của Nga. Ông Zelensky nói đề cập tới những vũ khí đang sử dụng trên chiến trường Ukraine. Phát biểu trong video đăng tải hàng đêm vào ngày 3 tháng 3, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra tức giận và nói các đối tác phương Tây phải phản ứng kiên quyết để khiến chiến dịch của Nga trở nên vô vọng. Họ phải cảm thấy rằng có một lực lượng đang chiến đấu chống lại những kẻ muốn hủy diệt sự sống. Chúng tôi có thể đảm bảo làm được điều đó. Mỗi đối tác của chúng tôi đều biết điều gì là cần thiết, ông Zelensky nói. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh điều quan trọng nhất là ý chí chính trị để hiện thực hóa điều này và đảm bảo duy trì mức độ viện trợ quân sự cần thiết cho Ukraine. Ông khẳng định nếu điều này không xảy ra, nó sẽ trở thành một trong những trang đáng hổ thẹn nhất lịch sử khi Mỹ hoặc châu Âu để thua máy bay không người lái xa hít của Iran hoặc máy bay chiến đấu của Nga, ông Zelensky nói. Đề cập tới những vũ khí, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang chờ đợi những nguồn viện trợ cực kỳ cấp thiết và đặc biệt là quyết định từ Mỹ. Sự hỗ trợ là điều thực sự cần thiết. Bình luận của lãnh đạo Ukraine đưa ra trong bối cảnh gói viện trợ mới 60 tỷ của Washington dành cho ký mắc kẹt tại Hạ viện, dù đã được Thượng viện thông qua vào tháng trước. Khoản hỗ trợ này nằm trong gói ngân sách dự kiến 95 tỷ đô la Mỹ để tăng cường viện trợ cho Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba, lực lượng Nga gần đây đạt được một số bước tiến dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km ở Ukraine khi giành kiểm soát thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk, Đô miền đông, cùng một số khu vực lân cận. Oleksandr Zelensky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào ngày 29 tháng 2, thừa nhận tình hình của lực lượng nước này tại mặt trận miền đông rất khó khăn. Nga đã tích cực tìm cách xuyên thủng phòng tuyến. Tổng thống Zelensky vào ngày 25 tháng 2 nói rằng 31.000 lính Ukraine đã thiệt mạng từ khi chiến sự bùng phát hai năm trước. Ông nhấn mạnh thắng bại của Ukraine trên chiến trường phụ thuộc vào hỗ trợ từ các đồng minh và đối tác.